Zippo 2 gạch sắt năm 1980, chủ đề Vinnie Wood. Zippo Gò Vấp xin kính chào anh em ạ. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Zippo được đựng trong hộp gối nhung linh kiện như thế này nha anh em. Và sau khi mô tả hết chi tiết chiếc Zippo đó rồi thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Và trong thời gian qua thì em cũng cảm ơn rất là nhiều anh em đã tin tưởng ủng hộ và có đăng ký kênh và like. Và những anh em mà mới biết đến kênh của em á, thì cho em xin một đăng ký kênh và một like luôn nha, để mình có thể tiện theo dõi những mẫu mã Zippo kèm năm sản xuất có trong kênh của em nhiều hơn. Và chiếc Zippo ngày hôm nay là một chiếc có chủ đề, cũng gọi là chủ đề sưu tầm, nằm trong bộ sưu tập của hãng nha anh em. Và đây, một chiếc Zippo nhìn rất là sang trọng ạ. Cầm trên tay có điểm nhắn nha anh em. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1980. Thì anh em sẽ thấy là năm 1980 thì ở dưới một đáy của nó là một đáy lõm Zippo chữ ngang. Tổng của nó là hai gạch sắt, mỗi bên một gạch như thế này. Em đang để im để anh em có thể cảm nhận được rõ nét về một chiếc Zippo nguyên zin chính hãng và được sản xuất vào năm 1980. Và chủ đề của nó là một cái chủ đề có tên gọi là Vinnie Wood, có nghĩa là Oxymili giả gỗ, rất là xuất sắc luôn. Giờ đây, đó, nhìn nó rất là sang trọng ạ. Cầm trên tay, giống như em đang cầm đây thì anh em sẽ cảm nhận được, nó rất là đẹp. Và không chỉ ốp ở mặt trước mà hãng còn ốp ở mặt sau. Đó. Đây. Cầm trên tay nó rất là nhuyễn nha anh em, chứ nó không có bị cợm ạ. Chiếc này thì em về với tình trạng là máy đã qua sử dụng, thì em cũng sẽ quay rất là kỹ đến với anh em nha. Đây, cạnh chẳng hạn như chiếc này. Thì anh đây, cạnh viền mở nắp bóng loáng nha anh em. Rất là tuyệt vời. Cạnh viền trên nắp thì nó có xước rất là nhẹ. Tại vì chiếc này với tình trạng đã qua sử dụng rồi ạ, mà xước như thế này thì em thấy quá là bình thường. Xước ít chứ không có xước nhiều. Và điều anh em lúc nào cũng quan tâm đối với một chiếc vỏ là cái bản lề cũng không kém. Đây, bản lề của nó theo dòng thời gian và mức độ qua sử dụng thì anh em sẽ thấy nè, cái bản lề còn khá là đẹp, khép kín, thẳng hàng. Đó, em đang đưa lại gần luôn à, để anh em có thể thấy rõ ràng chi tiết hơn và cũng dễ chốt hơn trong clip này. Và anh em muốn xem chi tiết hình ảnh nữa thì cứ liên hệ cho em qua số Zalo nha. Em có ghi sẵn ở góc dưới á, thì bên trang cá nhân Zalo của em cũng có rất là nhiều mẫu, anh em cứ lướt xem tham khảo thêm. Đó. Và chiếc này thì cũng giống như mọi khi đã qua sử dụng thì bên em sẽ quay rất là kỹ để anh em có thể thấy được. Đây, bây giờ thì em đi kiểm tra các góc cạnh viền của nó nha anh em. Cạnh viền của nó thì không có cắn móp, không có bẹp ạ. Quá là đẹp, cạnh viền trên nắp. Bây giờ thì xuống cạnh viền dưới nắp. Đây. Thì cạnh viền dưới nắp thì anh em sẽ thấy nè. Để em quay lại. Và ngay chỗ này. Tại vì ngay chỗ này thì cạnh viền dưới nắp thì nó có dấu cắn rất là nhẹ nha anh em. Và như thế đó, em đang để im thì anh em sẽ cảm nhận được cắn rất là nhẹ. Và chỗ này nó có dấu bẹp tròn nhỏ xíu luôn á. Tại vì những mặt hàng này hàng có giá trị và bên em thì lúc nào cũng quay rất là kỹ, để khi anh em coi kỹ càng kỹ lưỡng ở trong clip này, muốn chốt thì khi mình nhận hàng thì anh em cũng nhận đúng vừa ý khi mà anh em xem clip. Và nhiều lúc anh em giao lưu thì anh em thông cảm giúp em là gần cận kề ngày Tết á, mỗi khi mình khui hàng, mình kiểm tra hàng thì anh em thao tác giúp em là quay clip nha, và quay video. Và khi mà đúng hàng rồi thì anh em cứ thanh toán cho shipper và sau đó thì anh em xóa giùm em video luôn. Đó là và cho em xin phép quay lại. Thì cái tổng thể về chiếc vỏ thì em thấy quá là ok đối với một chiếc đã qua sử dụng nha anh em. Và sau một thời gian anh em sử dụng khá là lâu luôn á, thì cái simili này nó bị tróc thì nó anh em có thể tháo ra được. Nó sẽ ra một chiếc trơn bóng nha anh em. Đó, rất là đẹp, một chiếc tình trạng còn quá là xuất sắc.
Và trên cái phần nắp thì anh em cũng sẽ thấy là nó có ốp, nên là cái âm của nó thì sẽ có đôi phần hạn chế hơn những mẫu không có ốp ở trên nha. Và thường thường là em thấy là nhiều anh sưu tầm hay sử dụng là ít khi quan trọng tiếng âm lắm, quan trọng là cái chất lượng của chiếc Kipo còn nguyên zin hay không. Thì bên em thì nguyên zin, đặc biệt là bên em không có sửa chữa hay là tăng chỉnh âm Kipo luôn ạ. Đây, còn anh em sẽ thấy nè, một chiếc đã qua sử dụng mà bên trong lòng vỏ quá là sạch đi. Đó, là tụi em làm, em là làm vệ sinh hết mức có thể rồi. Như thế này rất là đẹp nha anh em. Tình trạng con này qua sử dụng rất là xuất sắc luôn. Mức độ sử dụng không được nhiều. Và để anh em thấy rõ ràng hơn nữa thì đây là một chiếc ruột thép. Đó, một chiếc ruột thép. Và năm 1980 thì nó sẽ dập hai mặt chữ như thế này. Và những dòng Kipo xưa thì anh em sẽ để ý là cái nét dập của nó về dòng chữ á, nó sẽ nhuyễn và nhỏ, đôi lúc nó sẽ mờ nha anh em. Đây là một chiếc ruột zin, còn mặt trước, mặt sau, buồng đốt của nó đây. Đó, búa rất là khỏe, lưỡi gà khỏe là búa cũng khỏe theo ạ. À, chỉ có buồng đốt thì bên này nó có mấy sức sức cong ở trên mép thôi, không ảnh hưởng. Đây, bánh xe đó, anh em sẽ thấy là đó rất là bén lửa luôn nha. Đây, bên trong của nó thì anh em sẽ thấy là lưỡi gà, là lưỡi gà vuông to, tim có dây đồng nha. Và bắt đầu năm 1980 là sẽ có tim có dây đồng chặn xăng và ốc đá đây. Rồi, bông bên trong cũng còn mới nha anh em. Đó, quá là đẹp đối với một chiếc Vinewood năm 1980. Tình trạng qua sử dụng còn rất là cứng cáp, xuất sắc. Và chiếc này thì em xin phép giao luôn đến anh em làm 1,7 triệu nha. Và đối với một chiếc Vinewood năm 1980, 1,7 triệu. Trong đơn hàng thì em sẽ tặng kèm cho anh em một bịch đá đỏ linh kiện. Và khi hàng về thì nó không có hộp thì em sẽ tặng kèm anh em một hộp với nhung linh kiện như thế này luôn nha, để cho mình bảo quản hay sưu tầm hay trưng bày Kipo cho đẹp. Đó, một hộp với nhung linh kiện và sẽ luôn bao phí ship đến với anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Kipo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Kipo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.